Khi phát hiện cảnh sát có mặt tại cửa nhà, ông Garcia đã đi vào phòng ngủ, dùng súng tự bắn vào họng. Cựu tổng thống Peru ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Casimiro Ula tại thủ đô Lima để cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Một số nguồn tin khác cho biết, ông Garcia đã phải trải qua phẫu thuật và hiện trong tình trạng nguy kịch. Ông Garcia từng đảm nhận vị trí tổng thống Peru trong hai nhiệm kỳ, 1985 đến 1990 và 2006 đến 2011 cựu chính trị gia này hiện đang bị điều tra trong vụ án tham nhũng và đưa hối lộ liên quan tới tập đoàn odebrecht của brazil